Hey, xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại cùng khui thùng đồ mới được nhận từ bến xe miền Đông về. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có phép gì mới về nhé. Wow, khá là hồi hộp. Dán ở đây. Im. Không biết trong này có gì nhỉ? Im bắt đi. Im. Wow. Tutu. Chúng ta về được vài bé sóc nha các bạn. Rồi một bé bông, có một bé nha các bạn. Khoan không. Một bé bông mới về nha. Để coi còn gì nữa nè. Tiếp theo là một bé bông nhỏ sắp mở mắt. Dạ, hai bé bông nhỏ. Bông cỡ đó thì bao đẹp rồi. Rồi một bé sóc đất cũng sắp mở mắt luôn. Đấy. Bao đẹp nha các bạn. Cưng lung linh luôn. Ok. Mẹ nó sẽ được nuôi riêng nè. Còn bé bên này khá là đu bám nè. Đây. Còn cái thùng tiếp theo là thùng gì nhỉ? Bé bí ẩn đây. Wow. Khá là bự đây. Oh. Hai bé. Em. Ba bé. Không khá là đẹp chứ nhỉ. Ok. Mà chúng ta mới về được khoảng 3 bé sóc bông nha. 3 bé sóc bông nè. Đây như mấy chú rùa, với một bé sóc đất thôi. Bạn nào thích chơi bé gì thì liên hệ ngay với shop nha. Ba bé này là còn đút sữa luôn nha, sắp mở mắt. Đấy. Mà nào ước chưa mở mắt là giá bao mềm. Ok. Mà nào thích thì liên hệ với shop nghe nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Vet Show nha các bạn. Có rất nhiều clip hay về các bé thú cưng. Bye bye.